À, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nội Địa Nhạc Biên Hòa. Hôm nay kênh Nội Địa Nhạc Biên Hòa em sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu bếp ga full chức năng mặt men. Nó đến từ thương hiệu Paloma nha, mã số nó là IC360 VKA. À, con này thì ngoại hình nó tương đối đẹp nha mọi người. Đây, màn hình nó quá đẹp. Mặt nè nó còn rất là đẹp luôn, cánh kiềm lắm. À, cái này nó có bị nha nha mọi người, nó có cánh kiềm này à, không phải là đẹp như em nói đâu. Đấy, dở lên nó có vết cánh kiềm mọi người thấy không? Đây, nó có dấu vết là dấu vết cánh kiềm chày men nha. Đây, thêm đại vô thì mọi người không thấy nó có vết cánh kiềm đấy. Bên này có không biết, em coi lại kiểm tra coi, bên này nó có cái tí à, nó chày 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 thôi không thấy gì, thì có một vết lớn. Đây, cái này là cái hai bên hông nó thấy đẹp nha, cái trước là rin nha mọi người, trên là rin, hai bên hông thấy đẹp, nhưng mà cái này là em báo cho mọi người là em sơn lại. Đấy, em có sơn lại do nó chày sơ sát nhiều quá nó xấu nên em phải sơn lại. Sơn lại đây là nó rất là đẹp luôn mọi người. Nó không rin thì không rin, có nước sơn rin thôi, nhưng mà cái nước sơn này em xịt bằng máy nha, rất là đẹp. Nó do nó chày nhiều quá buộc mình sơn lại để nó xấu thì người ta chê đấy, nhưng mà sơn lại thì nó mất rin, ai nó mất rin, nhưng mà nó tóm lại nó là đẹp hơn, nó là đỡ sét đỡ hư. Không sơn thì buộc nó phải sét thôi, không sơn quá ngày sử dụng lâu lâu ngày thì buộc nó sét. Em sơn lại nó rất là láng luôn, rất là đẹp nha mọi người. Con này lò nướng nó còn cực đẹp luôn nè. À, nói chung là hàng bên em đã được tuyển chọn, nó là hàng còn rất là đẹp luôn. Đây, mình vào nồi chắc nữa đây. Nồi chắc nó thì còn mới mới toan rồi. À, nha mọi người, cho mọi người xem gần nè. À, em nó còn rất là đẹp. Nhưng mà có một cái là xung quanh thì em sơn thì em báo mọi người thì mới biết thôi, chứ còn nếu mà thịt chắc ra thì người sành sỏi lắm mới biết em sơn, chứ còn nếu mà cái sơn này nó cũng như sơn riêng hơn nha mọi người. Mọi người biết sao nó đẹp, trong đó là em đã sơn lại rồi đó. À, mặt nó còn rất là đẹp luôn này, mặt trước này. Còn trên này nó có chày men nha. Thì nói chung là cái bếp chày thì em bán với cái giá chày, chứ còn không có bán như riêng được. Nên là mọi người cứ yên tâm, bên em là bảo hành 1 năm. À, lửa đã lên nha mọi người, rất là đẹp nha. À, giới thiệu cho mọi người bếp ga nội địa Nhật á, thì con nào nó cũng có lò nướng thế này nha mọi người. À, riêng cơ bơm mà phun chức năng nó lò nướng nó 2 tầng lửa nha. Đây, em sẽ cho mọi người coi cái tầng lửa, 2 tầng lửa nó là sao, có nghĩa là lửa trên và lửa dưới nè. Đấy, 2 tầng lửa, vị nướng nó nằm chính giữa cho nên nướng nó rất là ngon. Em sẽ bỏ vị nướng ra cho mọi người xem nha. Đây là vị nướng nó như thế này, để vô thì nó lửa trên nó nằm trên và dưới. Khi mình nướng á, đấy, mình nướng là 2 tầng lửa thế này rồi nên mình không khỏi phải chở lửa chở thức ăn nha. Lửa trên và dưới nó đốt rất là ok, rất là ngon luôn. Và con này thì nó cũng chức năng là nó hẹn giờ để cả 2 bếp vào 1 lò nướng nha. Đây, trước tiên thì em sẽ hẹn giờ cái lò nướng trước cho mọi người xem test cái chức năng của nó hoạt động coi còn ok hay không. Đây, còn cái lửa nó thì đây nha mọi người, mình hạ nhỏ lớn là tùy mình. À, cái thứ nhất, cái thứ gì nữa, bếp ga nội địa Nhật thì mình hạ hết cần ga xuống, nhưng mà khi mình bật thì nó sẽ tự động nhảy lên chính nấc giữa, mình muốn lớn thì mình bật lên, muốn nhỏ thì mình hạ xuống nha. Và em sẽ test cái chức năng là ngắt ga khi gió thổi tắt bếp nha. Trong cái thời gian mà gió thổi tắt lửa thì nó tầm khoảng 10 giây thì nó sẽ tự động khóa ga.
rất là an toàn. Khi nó qua ga thì nó sẽ có tín hiệu báo và cái đèn này nó sẽ tắt, thì lúc đó nó mới là khóa ga nha. Và nó tuyệt đối an toàn, nó khóa ga, nó không có chống cháy nổ, rất là an toàn luôn. Rồi nó đã khóa ga rồi nè, nó tắt rồi nè nha. À, rất là an toàn cho mọi người, mọi nhà chống cháy nổ. Còn cái lò nướng này đó hết thời gian hẹn giờ rồi nha, nó trở về cái không rồi nè. À, rồi sau đó thì em sẽ hẹn giờ tới con bếp này. Rồi. Em sẽ thử con bếp này nha. À, rồi nè. Và bếp ga nồi đề nhật thì con nàng nó cũng có cái chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi. À, cái con cảm biến máy soi giữa này là nó nằm ở dưới cái đáy nồi, thì có nghĩa là khi mà nước cạn nồi thì nó quá nhiệt độ nó sẽ tự động khóa ga nha mọi người. Và con này thì trong quá trình test cái con cái này nó rất là lâu nha. Và con này nó đã hết thời nó đã khóa ga rồi này nha. À, rất là ok luôn. Còn cái chức năng mà nước cạn nồi nào khóa ga nước cạn nồi mình không cần phải test, nếu mà cái con cảm biến này nó hư đó là lửa nó không có lên được nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm, bên em là bảo hành 1 năm cho nên là cái đó này em không cần test đâu, nó rất là lâu. Test thì nó hơi lâu đó. Rồi con này đã hết thời gian hẹn giờ luôn nha. Rồi tiếp tục cái hẹn giờ con bếp bên này nha. Rồi. Và em cũng xin giới thiệu thêm thì nó còn thêm cái chức năng phụ nó nữa nha. À, chấm 6 này, chấm 8 này, 200 độ này. Có nghĩa là để mình cho mình điều chỉnh nhiệt độ trên xào nấu. À. Và nó con này nó còn thêm cái chức năng BOS nữa. Rồi trong test cái chức năng thì bên sẽ báo giá con bếp này nha. Rồi, cái này đã hết thời gian này giờ luôn rồi đó. Rồi con này hết thời gian giờ quá là ok rồi nha. Rồi, con này là mã số là IC360WA, sản xuất tháng 12 năm 2015 nha. Con bếp này là em bán với cái giá là 3,7 triệu nha mọi người. Nói chung là hàng nó còn rất là đẹp luôn. Anh chị nào yêu thích, những ai mà em giới thiệu cửa hàng của em là ở đường Phan Văn Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ai mà gần cửa hàng vô xem và mua ở tại cửa hàng thì em sẽ bán là giảm 200 ngàn trực tiếp tặng cửa hàng nha mọi người. Lý do là cái tiền ship và tiền đóng gói em là đã lên tới 200 ngàn, gần 200 ngàn gì đấy. Thì em sẽ bớt trực tiếp cho mọi người tại cửa hàng luôn. Và em cũng giới thiệu là em bảo hành con bếp này là trên 1 năm trên toàn quốc. Và nhận ship của toàn quốc nhưng có cọc nha mọi người. Có nghĩa là cọc con bếp này 500 ngàn thì em mới đóng gửi đi và còn thu tiền tặng nhà. Rồi tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người biết lần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha.